Mạc Hùng, đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam, chuyên thiết kế và thi công các công trình biệt thự, nhà vườn, các công trình dân dụng chất lượng và uy tín. Mạc Hùng trực tiếp sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xây nhà không khó vì có Mạc Hùng. Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạc Hùng để đón xem những mẫu nhà do đội ngũ Mạc Hùng trực tiếp thiết kế và thi công chọn gói. Và trước khi đến chi tiết về công trình hôm nay, tôi xin được giới thiệu về Mạc Hùng. Mạc Hùng là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mạc Hùng thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để đội ngũ nhân viên của Mạc Hùng tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi thì chúng tôi còn có những fanpage và website để quý vị và các bạn có thể dễ dàng cập nhật hơn nữa những tin tức của chúng tôi. Quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là thietkethicongchongoi.com. Tôi xin nhắc lại, thietkethicongchongoi.com. Ở đây chúng tôi đã đăng tải rất nhiều những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là thời điểm và giá thành mà chúng tôi xây dựng. Quý vị yêu thích mẫu nhà nào có thể click ở dưới đường link. Ví dụ như quý vị yêu thích mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đúng không ạ? Thì chúng ta có thể click ở đường link đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng đã có một số những cái thông tin về không gian, về diện tích cũng như là những cái phần hình ảnh thực tế của ngôi nhà này. Đúng không? Hoặc là những ngôi nhà về mái nhà, lô phố, diện tích xây dựng, số tầng, công năng của ngôi nhà, giá thành xây dựng của ngôi nhà. Hoặc là quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể tra cứu một số các thông tin khác vô cùng hữu ích như là phần thước lỗ ban. Ở đây thì thường thì chúng tôi đã set up cái hệ thống rất là chi tiết, quý vị chỉ cần nhập những thông số ở đây thôi thì chúng ta có thể kiểm tra được những cái thông số này có phù hợp với các thông số yếu tố lỗ ban về phong thủy hay không. Thì quý vị và các bạn chúng ta chỉ cần nhập những thông số này thì có phù hợp với các yếu tố về phong thủy hay không, có mang lại nhiều tài lộc cho gia đình không, thì chúng ta có thể hoàn toàn kiểm tra trên trang website của chúng tôi quý vị nhé. Mọi chi tiết thì quý vị và các bạn vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline mà chúng tôi đang hiển thị trên màn hình là 0964458888 hoặc là 0828133333. Trở lại với công trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mà chúng tôi đã thiết kế cho chủ đầu tư là anh Nguyễn Xuân Trường, có địa chỉ tại Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang. Và như thường lệ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với phần ngoại thất của công trình. Từ phần ngoại thất của công trình thì quý vị có thể nhận thấy đây là một công trình một tầng mái Nhật và mang lối kiến trúc hiện đại rất đẹp của Mạc Hùng đúng không ạ? Ở đây thì với những khán giả nào mà chúng ta đã xem các số của Mạc Hùng thì quý vị bạn không thể nào rời mắt với những mẫu nhà của Mạc Hùng. Chúng ta sẽ có hệ mái Nhật kết hợp với phần tường, chúng tôi sẽ sử dụng phần tường màu nâu nhé. Chúng ta sẽ vẫn còn cần phải sử dụng những màu trung tính như là màu trắng để làm nổi bật cái vẻ đẹp của công trình. Ngoài ra thì công trình này được sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Với việc mà chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp thì ngôi nhà của chúng ta nhìn nó sẽ bề thế cao hơn và chắc chắn rồi, nó sẽ cân đối và hài hòa hơn rất nhiều. Ngoài ra thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta tránh cái hiện tượng là sau này mà nếu mà cái công trình của chúng ta có cái phần đường của chúng ta tôn lên thì sẽ làm công trình của chúng ta thấp đi và nước có thể là chảy vào phần chân công trình. Với những phần chân công trình thì chúng tôi sẽ sử dụng những phần gạch hoặc là phần đá để chúng ta ốp những phần chân công trình như thế này để giúp cho công trình của chúng ta nó tránh cái hiện tượng rêu mốc và làm tăng tuổi thọ của công trình chính. Phần chính, cửa chính thì chúng tôi sử dụng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, còn tất cả những khu vực khác như là khu vực cửa sổ, khu vực cửa đi, như là khu vực cửa sổ hay là khu vực cửa đi thì chúng tôi sử dụng chất liệu nhôm hệ. Việc mà chúng ta sử dụng chất liệu nhôm hệ cũng giúp làm tăng vẻ đẹp về phần ngoại thất của công trình, nó đúng theo cái phong cách thiết kế là hiện đại. Với phần mái Nhật thì quý vị có thể nhận thấy vì cái độ dốc mái của phần mái Nhật vừa phải cho nên khả năng thoát nước mưa khá tốt, khả năng chống thấm cũng cực kỳ cao. Tuy nhiên quý vị lưu ý là thường thì chúng ta sẽ sử dụng phần mái Nhật là mái ngói bắn vít cho nên là chúng ta cần phải lìa lợp những cái phần vỉ kèo chắc chắn. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng những phần thép siêu nhẹ hiện nay, và những cái phần vít thì quý vị lưu ý là chúng ta nên sử dụng cái phần vít bằng vít inox, và từ 6 tháng cho đến 12 tháng thì chúng ta nên kiểm tra lại phần mái một lần để đảm bảo tránh cái hiện tượng thấm và dột mái. Ở đây chúng tôi cũng đã thiết kế khu vực như là khu vực tét nước và thái dương năng để gia đình có thể chủ động nguồn nước cũng như là giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được nguồn nhiên liệu, nhất là vào mùa đông. Ở đây thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế những cái hệ sảnh khác nhau để giúp cho công trình của chúng ta khi mà chúng ta đi lại thì nó sẽ dễ dàng hơn và tạo cái điều kiện thuận lợi trong quá trình giao thông. Ví dụ như nhà chúng ta có khách thì chúng ta không cần đi qua khu vực sảnh chính nữa mà chúng ta hoàn toàn có thể đi vào từ khu vực sảnh phụ. Ở đây là khu vực sảnh phụ quý vị nhé. Hay phía trước của ngôi nhà với những hệ bậc ngũ cấp thì chúng tôi sẽ trang trí những cái bồn hoa, những cái tiểu cảnh để giúp cho công trình của chúng ta nổi bật hơn.
Với Mark Home thì chúng tôi cũng trực tiếp sản xuất các dòng sơn, các thiết bị vệ sinh, thiết bị vật liệu của Mark Home. Ở đây chúng tôi đã bóc tách hai màu chủ đạo cho công trình, đó chính là màu trắng sứ và màu nâu. Và chúng tôi cũng đã ký hiệu rất là chi tiết, đó chính là MH trắng sứ và MH3187D. Với những quý vị nào đang xem chương trình và mong muốn trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home như là sơn Mark Home, thiết bị vệ sinh, thiết bị vật liệu hay là thiết bị chiếu sáng của Mark Home thì xin vui lòng quý vị hãy gọi từ các số điện thoại hotline của chúng tôi để được đội ngũ của Mark Home tư vấn. Và chúng tôi cũng đang đăng tuyển các nhà đại lý, các nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home. Nếu quý vị nào mong muốn để trở thành nhà đại lý tỉnh, đại lý vùng và đại lý miền thì quý vị và các bạn vui lòng gọi từ các số điện thoại hotline của chúng tôi đang hiện trên màn hình là 0964458888 hoặc là 0828 1333. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập trang web là sonmarkhome.vn hoặc quý vị và các bạn cũng có thể truy cập các trang miền khác như là markhomegroup.vn hoặc là thiết kế thi công chọn gói.com. Ở đây thì chúng tôi cũng đều có đội ngũ tư vấn viên để giúp cho quý vị và các bạn tư vấn về sản phẩm cũng như giúp cho quý vị và các bạn chúng ta nhanh tay đăng ký trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mark Home. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hồ sơ kỹ thuật chi tiết của công trình. Với mỗi một công trình khác nhau thì chúng tôi sẽ luôn luôn giới thiệu những cái bản vẽ nó sẽ phù hợp với cái khuôn đất cũng như là những cái ý tưởng của gia đình. Cho nên nếu quý vị nào mong muốn chúng tôi review các mẫu nhà nào thì quý vị hãy để lại bình luận ở dưới comment để chúng tôi có thể giúp ra quý vị và các bạn dễ dàng chọn lựa những mẫu nhà để đưa tới cho quý vị và các bạn. Ở đây thì từ phần định vị công trình quý vị có thể thấy được ở đây khuôn đất của gia đình rất là rộng nhé quý vị nhé. Cái phần ngôi nhà chính của chúng ta so với khuôn đất đấy thì khuôn đất sở hữu cái địa thế rất là tuyệt vời. Phần ngôi nhà cũ thì chúng tôi cũng sẽ để lại đúng không ạ? Phía trước thì sẽ có ao, đây là phần sẽ là lối đi ra bên ngoài phía cổng mới, cái ranh giới của khu đất đúng không ạ? Xác định được phần hướng của ngôi nhà. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được công trình của chúng ta sẽ có chiều dài mặt trước lên đến là 15m và phần chiều sâu là 9,5m. Từ khu vực sảnh chính thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây thì được thiết kế với diện tích là 36m2, phòng khách khá là thoải mái để cho chúng ta có thể bố trí được một bộ sofa, bàn trà cũng như là chúng ta có thể bố trí được khu vực kệ tivi. Ở đây thì chắc chắn rồi, một ngôi nhà tầng 1 tầng thì chúng ta sẽ có phòng thờ được đặt ngay vị trí phòng khách, có diện tích là 10m2. Quý vị thấy ở đây thì khu vực phòng thờ phía trước của chúng ta thì sẽ không chắn bởi cái vật nào cả đúng không ạ? Chúng ta sẽ không có bộ sofa hay không có vật nào chắn thì điều này sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta mang lại nhiều tài lộc, mang lại nhiều vượng khí hơn. Với những ngôi nhà nào mà chúng ta có diện tích quá nhỏ thì chắc chắn là chúng ta không thể tránh điều này được rồi. Tuy nhiên thì điều tốt nhất là chúng ta nên để những cái phần trục như thế này đúng không ạ? Chúng ta không nên tránh bởi cái vật nào là điều tốt nhất. Hay là chúng ta sẽ bố trí những khu vực phòng ngủ hay là giường ngủ làm sao cái vị trí hướng quay đầu giường thì chúng ta cũng phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Ngoài các yếu tố về xây dựng, ngoài các yếu tố về phần diện tích hay là bố trí các phần mặt bằng công năng thì chúng ta cũng cần tính toán đến các yếu tố về phong thủy, tức là phần đầu giường hay là phần chân giường chúng ta không có nên quay về hướng ban thờ. Đây quý vị có thể để ý đây. Như quý vị thấy ở đây chúng tôi cũng đã bố trí những khu vực phòng ngủ rất là hợp lý. Từ khu vực phòng khách quý vị thấy ở đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Đây là một phòng ngủ master quý vị nhé. Thực sự ra thì với những phòng ngủ này thì sẽ rất là tiện lợi bởi vì có khu vực nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong. Hay là phòng ngủ có diện tích khá là rộng rãi, diện tích lên đến là 16m2, đủ cho chúng ta có thể là sinh hoạt hay là bố trí những cái công năng cơ bản, những đồ nội thất cơ bản như là giường, tủ, bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc. Các phòng ngủ khác thì có diện tích nhỏ hơn một chút, bao gồm phòng ngủ số 3 diện tích là 13m2 và phòng ngủ số 2 bao gồm diện tích là 13,5m2. Ở đây chúng ta sẽ có công năng bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ và một khu vực bếp ăn, cộng một nhà vệ sinh chung nhé. Đây chính là cái công năng mà quý vị và các bạn chúng ta tùy thuộc vào mỗi gia đình thì chúng ta sẽ có cách bố trí công năng khác nhau, tùy thuộc vào số lượng thành viên hay là những thành viên mà chúng ta có hay ở nhà hay không. Và tất cả những điều này, những mẫu nhà mà chúng ta yêu thích hay là công năng mà chúng ta mong muốn thì chúng ta nên có cái ý tưởng trước để đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi khi mà bắt tay vào làm việc thì sẽ rất là nhanh và sẽ đưa đến một cái thống nhất chung nhất. Hoặc là quý vị và các bạn có thể gọi điện trực tiếp và đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi sẽ trực tiếp về tại nhà của quý vị để tiến hành tư vấn cũng như là khảo sát và đo đạc hiện trạng khuôn đất. Chúng ta cũng sẽ có bếp ăn với khu vực, với diện tích là 19m2. Ở đây thì là khu vực sảnh phụ để vào dẫn vào lối bếp ăn quý vị nhé. Phần cuối chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh chung với diện tích là 4m2. Và đó chính là toàn bộ công năng chính của ngôi nhà. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về các số liệu khác. Từ phần mặt đứng chúng ta sẽ xác định được chiều cao, chiều rộng công trình. Với một công trình đây là một điều rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cấu trúc của công trình. Ngôi nhà của chúng ta có hài hòa và có cân đối hay không. Ở đây thì chúng tôi sẽ bố trí khu vực hệ bậc ngũ cấp của chúng ta. Với mỗi một mặt bậc nó sẽ rơi vào tầm khoảng 150mm. Thì với chiều cao của hệ bậc này là 750, chiều cao của khu vực tầng
tức là tính từ sàn lên đến trần là 3m9, chiều cao của phần mái là 3m1 và tổng chiều cao ngôi nhà là 7,7m so với phần chiều rộng là 15m, để một ngôi nhà nhìn rất là trường, rất là bề thế quý vị nhé. Chúng ta cũng sẽ có những cái màu sơn để chúng tôi bóc tách rất là rõ ở đây, đây màu lợp mái ngói. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái bảng, khi mà quý vị và các bạn tiến hành những cái khâu hoàn thiện thì chúng tôi sẽ có những cái bảng vật liệu trực tiếp tới chân công trình để cho gia chủ có thể lựa chọn, và chúng tôi cũng sẽ tư vấn đúng theo những cái thiết kế 3D mà chúng tôi đã lựa chọn cho gia chủ. Chúng ta sẽ đi đến phần mặt bằng bố trí cửa. Thì với phần mặt bằng bố trí cửa thì chúng ta sẽ có các kích thước như là cửa chính, cửa sổ thì chúng tôi ký hiệu rất là rõ và chi tiết, đúng không ạ? Cũng rất là dễ đọc thôi. Cửa chính chúng ta ký hiệu là D1, kích thước là rộng 2m7, cao 2m7, đúng không ạ? Hay là cửa sổ 2m x 1m8 thì chúng tôi luôn luôn đảm bảo các yếu tố về vấn đề xây dựng, tức là phần gió ra, gió vào, sự thông thoáng trong ngôi nhà. Ngoài ra chúng ta cũng nên cần yếu tố tính đến các yếu tố phong thủy như là phần thước lỗ ban để làm sao ngôi nhà của chúng ta hoàn thiện nhất có thể. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về phần hồ sơ kết cấu của công trình. Như tôi đã nói ở trên thì với mỗi một nền đất khác nhau và với mỗi một công trình khác nhau thì chúng ta sẽ có cách bố trí thi công khác nhau. Ở đây thì với công trình của gia đình nhà anh Trường thì chúng tôi đã quyết định sử dụng hệ móng băng cho công trình. Như quý vị thấy ở đây thì với việc mà chúng tôi bố trí các cọc, các đài móng, các giằng móng, khoảng cách các cọc, khoảng cách móng như thế nào thì chúng tôi đã đều thể hiện rất là chi tiết, đúng không ạ? Và chúng tôi cũng đảm bảo bảo hành phần kết cấu công trình lên đến 10 năm cho tất cả các công trình về phần kết cấu của Mark Home. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ có những cái bảng thống kê về khối lượng bê tông cốt thép để quý vị và các bạn sử dụng cho công trình, và sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể định hình được việc mà chúng ta cần nhập nguyên vật liệu như thế nào. Và cuối cùng thì tôi xin chia sẻ từ quý vị và các bạn về phần hồ sơ dự toán chi tiết của công trình. Tất cả những phần về nhân công, vật liệu, vật tư và giá thành tại thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng qua những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho công trình của mình. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home và mong muốn Mark Home thiết kế cho công trình của quý vị, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.